Sáng ngày 10 tháng 4, lực lượng cứu hộ Pháp cho biết đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở thành phố Marseille sau khi xảy ra một vụ nổ lớn một ngày trước đó. Theo nguồn tin trên, do điều kiện khó khăn tại hiện trường nên việc đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài sẽ mất thời gian. Cơ quan tư pháp sẽ tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân. Hai thi thể trên được phát hiện khoảng 24 giờ sau khi xảy ra vụ nổ làm sập tòa nhà 4 tầng ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Trong khi đó, theo Reuters, số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát hiện chưa xác định được chính xác bao nhiêu người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm. Chúng tôi nghĩ rằng có thể có từ 4 đến 10 người dưới đống đổ nát. Rất khó tiếp cận vì đống đổ nát đang chặn lối vào đám cháy. Trước đó, tối ngày 9 tháng 4, một quan chức Pháp cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 8 người mất tích được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ. Thị trưởng thành phố Marseille Bernard Payan nhấn mạnh, tất cả các dịch vụ của thành phố cũng như nhà nước sẽ nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố hiện sẵn sàng với tình huống xảy ra nhiều thương vong trong thảm kịch khủng khiếp này. Sau khi xảy ra vụ nổ, hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát trong đống đổ nát của tòa nhà. Cư dân trong những ngôi nhà khác ở cùng khu phố đã được sơ tán. Khoảng 180 người phải tá túc tại các trường học ở khu vực lân cận. Tôi không rõ chuyện xảy ra như thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây. Tôi biết nhiều người hàng xóm của tôi ở trong đó. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Và điều đó thật tồi tệ, thật khủng khiếp. Năm 2018, tại Marseille, đã có hai tòa nhà cũ nát ở quận Noailles, nơi cư trú của tầng lớp lao động đổ sập, khiến 8 người thiệt mạng. Vụ việc phát đi cảnh báo nghiêm trọng về tiêu chuẩn nhà ở tại thành phố này. Các nhóm cứu trợ khi đó cho biết 40.000 cư dân Marseille đang phải sống trong những ngôi nhà có kết cấu yếu. Tuy nhiên, tòa nhà bị sập ngày 9 tháng 4 vừa qua nằm trong khu vực nổi tiếng với những quán bar và cuộc sống về đêm ở Marseille, và chính quyền thành phố dường như đã loại trừ nguyên nhân nhà sập liên quan đến kết cấu. Chia sẻ với báo giới, công tố viên Marseille bà Dominique Laurent cho biết, nổ khí ga có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố, bởi một số nhân chứng đã cảm nhận thấy mùi khí đốt nồng nặc ở xung quanh khu vực hiện trường. Đến chiều ngày 9 tháng 4, khói vẫn bốc lên từ đống đổ nát.